Xin chào các bạn. Hiện tại Hoàng Long Computer đang có mặt tại công ty cổ phần Synod Multimedia, là một trong những cái tên uy tín hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông. Hoàng Long Computer rất vinh hạnh khi được quý công ty chọn mặt gửi vàng để lắp ráp nên hai bộ PC cấu hình cực khủng dựng video 4K để thực hiện những dự án tiền tỷ. Với cấu hình này thì có gì nổi bật? Bộ PC sử dụng CPU AMD Ryzen 5950X và một VGA thuộc hàng đỉnh của chóp RTX 3090 với VRAM lên tới 24GB và tổng giá trị hai bộ PC lên tới hơn 250 triệu đồng. Vậy là hai bộ máy tính của chúng ta đã hoàn thiện rồi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Hoàng Long Computer.